Xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của Nguyễn Lan TV. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ. Hôm nay Lan sẽ đưa mọi người đi tham quan thành phố Hà Nội và chúng ta sẽ dừng chân tại Hồ Gươm. Và bây giờ mọi người hãy cùng Lan lên đường nhé. Lan đưa mọi người đi tham quan các con đường để đi đến trung tâm. Trung tâm Hà Nội chính là khu vực bờ hồ. Ở đó có phố Tràng Tiền cổ kính và ngày xưa là một nơi rất đông vui nhộn nhịp. Qua đường Tràng Tiền, chúng ta sẽ đi đến Tràng Thi và chúng ta sẽ đi vòng quanh bờ hồ. Hôm nay Lan nghĩ mọi người sẽ có một chuyến tham quan rất là thú vị tại trung tâm thành phố Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm không chỉ là biểu tượng văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội mà còn là một điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi đến du lịch Hà Nội. Trước khi đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hoặc và khám phá các quần thể di tích của Hồ Hoàn Kiếm, du khách thường tham khảo những thông tin dưới thẻ về Hà Nội. Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm nên rất thuận tiện cho du khách đến để ngắm cảnh và khám phá nhiều trải nghiệm thú vị vào bất cứ một thời điểm nào trong ngày. Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm tọa lạc ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội và được bao quanh bởi ba con phố Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng. Do nằm ở vị trí đắc địa là nơi kết nối giữa khu phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Lương Văn Can với khu phố Tây là khu nhà thờ Tràng Thi, Hàng Bài, Tràng Tiền, Hàng Khay nên Hồ Hoàn Kiếm thường thu hút rất nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan. Bây giờ chúng ta đang đi ngang qua nhà hát lớn và đi qua phố Tràng Tiền để chúng ta đi ra phía bờ hồ. Lan sẽ quay toàn cảnh khu vực. Trước cửa nhà hát lớn và trước mặt chúng ta là con đường Tràng Tiền. Đi theo con đường Tràng Tiền này thì chúng ta sẽ ra phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm đã có từ rất lâu đời, khoảng vài nghìn năm trước. Song trước khi mang tên chính thức là Hồ Hoàn Kiếm thì hồ có rất nhiều tên gọi gắn liền với những câu chuyện khác nhau. Chẳng hạn như là Hồ Lục Thủy vì nước hồ có màu xanh biếc quanh năm, hoặc là Hồ Thủy Quân vì là ở đây triều đình dùng để diệt thủy binh. Tên gọi Hoàn Kiếm chính thức xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 15 gắn liền với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho rùa thần sau khi mượn gươm chiến đấu đánh tan giặc Minh, chính thức lên làm vua và gây dựng triều đại nhà Lê Thị Vượng. Truyền thuyết kể rằng khi Lê Lợi đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ở Thanh Hóa chống lại quân Minh, tình cờ ông bắt được một thanh gươm thuận thiên. Nhờ có thanh gươm báu này mà ông thắng trận liên tiếp lên ngôi vua vào đầu năm 1428. Trong một lần cùng quân quần thần dạo thuyền trên hồ Lục Thủy, chợt rùa vàng nổi lên. Khi nhà vua tuốt gươm chỉ vào, rùa liền ngậm gươm lặn xuống dưới đáy hồ và không nổi lên nữa. Nghĩ rằng đó là ý trời cho mượn gươm đánh giặc, mà nay thiên hạ thái bình nên sai rùa đến đòi gươm. Từ đó hồ được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm. Và trước mặt chúng ta chính là Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên vào khoảng cuối thế kỷ thứ 16, Chúa Trịnh cho ngăn hồ lại thành hai phần tả và hữu, lấy tên là Vọng,
Sau đó đến năm 1884, Hồ Hữu Vọng bị thực dân Pháp lấp đầy để mở mang thủ đô, còn Hồ Tả Vọng ở giữa được giữ lại chính là Hồ Hoàn Kiếm ngày nay. Lan sẽ quay cảnh Hồ Hoàn Kiếm để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng di tích lịch sử của đất nước ta. Hồ Hoàn Kiếm đã đi vào lịch sử của đất nước Việt Nam và trở thành một nơi trung tâm văn hóa của thủ đô Hà Nội. Nếu du khách dừng chân nghỉ ngơi tại các nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực phố cổ thì chỉ cần đi vài bước là đi bộ là có thể tha hồ khám phá những điểm du lịch đẹp ở Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, phố đi bộ Hồ Gươm. Nếu du khách ở xa trung tâm có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng như taxi, xe bus hoặc những tuyến xe đi quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn là một nơi không thể bỏ qua khi chúng ta đến tham quan Hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn là một trong những điểm đến mà du khách rất là thích. Nằm trên một hòn đảo ở phía bắc của Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn được nối với phần bờ bằng một cây cầu thay húc sơn màu đỏ tươi nổi bật. Đến đền Ngọc Sơn, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tuyệt tác, in hằn dấu vết thời gian đầy hoài cổ, ngắm nhìn toàn cảnh Hồ Gươm đẹp lung linh, mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, cũng như các câu chuyện ít người biết đến gắn liền với lịch sử của đền tại thủ đô Hà Nội. Đã đến Hồ Hoàn Kiếm thì chúng ta không thể nhắc đến tháp rùa nằm ở giữa hồ. Và đây chính là Bưu điện Hà Nội, một nơi cũng đã ghi dấu những chiến tích lịch sử thời chiến tranh và bây giờ vẫn là một trong những điểm thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan và cũng như là vẫn hoạt động về ngành bưu chính viễn thông. Bên những cây si già cổ kính nằm nghiêng lả lơi trên mặt hồ, chúng ta đi dọc con đường ven hồ và không thể thiếu được một cái nhịp cầu nối để đưa chúng ta đi vào đền Ngọc Sơn, chính là cầu Thê Húc. Tí nữa Lan sẽ quay cầu Thê Húc để mọi người cùng xem. Ngây ngất với cảnh sắc rất là thanh bình tại Hồ Hoàn Kiếm, Lan quay những hình ảnh này để cho mọi người ngắm cảnh thanh bình trong một thành phố đầy sôi nổi, đầy vội vã và cũng rất là hiện đại bên cạnh những khu đô thị cao cấp mới được xây dựng tại thủ đô Hà Nội. Mọi người hãy cùng đi dạo với Lan trên con đường rợp bóng cây ven Hồ Hoàn Kiếm, nhìn tháp bút nằm giữa lòng hồ như ghi dấu những chứng tích lịch sử của đất nước Việt Nam ta. Cây liễu già rủ ven hồ. Mặt hồ Gương thật là yên ả. Tháp bút soi bóng xuống hồ nước yên bình. Lan ngồi nghỉ ngơi, ngắm mặt hồ và nhìn đường phố Hà Nội, cảm thấy lòng mình như nhẹ lại. Nào, bây giờ mọi người hãy cùng Lan đi tham quan tiếp những con đường quanh Hồ Hoàn Kiếm nhé.
cảnh ở đây thật là đẹp phải không các bạn? Vườn hoa đẹp quá, Nam lại ngồi đây để chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Hà Nội vẫn đang trên đà phát triển. Những chiếc cần cầu vẫn vươn trên bầu trời để chứng minh rằng Hà Nội vẫn đang tiếp tục được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Và đây chính là ngôi đền Ngọc Sơn có cây cầu Thê Húc bắc qua. Cùng với đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc là biểu hiện cho nét đẹp quyến rũ của Hồ Hoàn Kiếm nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Với kiến trúc xây dựng độc đáo cùng nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử lâu đời, cầu Thê Húc đã trở thành một điểm không thể bỏ qua mỗi khi du khách đến du lịch Hà Nội. Khi mới khởi công, cầu Thê Húc có thiết kế cuốn cong hình con tôm được làm bằng gỗ rất thô sơ và sơn màu đỏ, màu của sự sống phồn vinh thịnh vượng. Tương truyền, vào cuối thế kỷ thứ 19, cầu bị gãy và được xây mới với chân cầu làm bằng xi măng cốt thép, sàn lan can bằng gỗ và được giữ lại màu đỏ đặc trưng. Mọi người hãy cùng ngắm cây cầu Thê Húc. Là một thành phố có rất nhiều hồ, nhiều cây xanh. Phía bên kia đường đối diện với Hồ Hoàn Kiếm chính là vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ. Tượng đài vua Lý Thái Tổ được đặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, đường Đinh Tuyên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, trung tâm thủ đô Hà Nội. Công trình được xây dựng nhằm tưởng nhớ tôn vinh vua Lý Thái Tổ, người đã đặt nền móng xây dựng nên kinh thành Thăng Long. Không chỉ là một công trình kiến trúc mang lịch sử, giá trị, mà vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ còn là điểm đến yêu thích của người dân địa phương cũng như du khách vào mỗi buổi chiều muộn. Chúng ta có thể ngắm nhìn cuộc sống bình yên của người dân thủ đô để cảm nhận Hà Nội rất khác so với hình ảnh xô bồ đông đúc thường gặp. Và bây giờ trước mặt là vườn hoa Con Cóc. Đây cũng là một điểm rất là đẹp và nhiều chứng tích lịch sử đồng hành cùng với nghìn năm văn hiến của thủ đô Hà Nội. Đây chính là vườn hoa Con Cóc, nằm cạnh trụ sở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quay lại, đây là Lan đưa mọi người đến phố Lê Văn Hưu và nhà hàng Bún Chả Hương Liên, chính là nơi mà Tổng thống Obama đã đến ăn trong dịp thăm Việt Nam. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tham quan một vài con phố của thủ đô Hà Nội cùng với Lan nhé. Hà Nội cổ kính luôn tấp nập và lúc nào cũng vội vã bởi mưu sinh của nhân dân, nhưng cũng không kém đi sự quyến rũ, sự thanh lịch của người dân đất Hà Thành. Dù có đi đâu thì mọi người vẫn nhớ về Hà Nội. Lan lại nhớ đến một bài hát có câu rằng: dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Những con phố rợp bóng cây và tiếng he ve đang gọi hè. Đến với Hà Nội, chúng ta không thể quên được những hàng cây xanh dọc các con phố. Và giờ này cũng là mùa hoa bằng lăng nở,
Hôm trước Lan có làm một video về hoa bằng lăng của thủ đô Hà Nội, cũng làm cho Hà Nội trở nên lung linh, đẹp và quyến rũ. Lan quay lại những con đường ở phố cổ Hà Nội đấy, và trước mặt chúng ta là con đường Lan quay trở lại gần phía nhà hát lớn đấy cả nhà. Hà Nội vẫn bình yên. Mọi người có câu Hà Nội không vội được đâu. Cũng lâu rồi Lan mới có dịp đi dọc những con phố ở Hà Nội để ngắm, và Lan cũng thấy đầy thú vị. Trước kia thì Hà Nội có 36 phố phường, nhưng mà bây giờ thì Hà Nội được mở rộng ra cho nên là phố phường cũng được tăng lên rất là nhiều. Hiện nay Hà Nội đã mở gần hết cả, gần như toàn bộ cả tỉnh Hà Tây cũ, cho nên bây giờ Hà Nội 2 cũng bắt đầu đang phát triển. Lan lại đưa mọi người ngồi trên xe cùng với Lan đi vòng một vòng con đường qua nhà hát lớn, qua phố Tràng Tiền và đi một vòng quanh con đường xung quanh hồ Hoàn Kiếm để rồi Lan đi về cả nhà nhé. Bây giờ thì Lan đang đưa mọi người dọc theo con phố Tràng Tiền. Ở đây có một quán kem nổi tiếng, đó là quán kem Tràng Tiền. Cho dù mùa đông giá rét hay là mùa hè nóng nực thì quán kem Tràng Tiền lúc nào cũng đông người. Và nếu như vào đúng dịp mùa hè thì có lẽ là để ăn được một que kem chúng ta sẽ phải xếp hàng rất là lâu. Nhưng mọi người vẫn không thể nào quên được vị kem rất là ngon của hãng kem Tràng Tiền. Nếu mọi người có dịp đi qua cái con phố Tràng Tiền này thì hãy đừng quên ghé quán kem Tràng Tiền để ăn một que kem kem dừa hoặc là kem đậu xanh rất là ngon cả nhà nhé. Phía trước mặt của chúng ta, phía bên tay trái chính là Bách Hóa Tổng Hợp Bờ Hồ ngày xưa đấy. Và bây giờ thì là Trung Tâm Thương Mại Tràng Tiền. Ở Trung Tâm Thương Mại Tràng Tiền thì chuyên bán những hàng hiệu cao cấp. Ở trong đó rất nhiều các cái loại hàng hiệu túi xách, quần áo, giày dép. Và bây giờ thì bắt đầu Lan lại đi một vòng quanh bờ hồ.
Lan ở Hà Nội cũng đã rất lâu rồi mà mỗi một lần được đi trên những con đường bờ hồ, Lan vẫn cảm thấy vô cùng là thích thú. Lan đi xe chậm chậm để cho mọi người cùng ngắm quang cảnh hai bên đường bờ hồ và con đường rộng thanh thang. Bờ hồ, cái con đường quanh bờ hồ ấy, nhà nước mình mở rất là rộng rãi, cho nên là cuối tuần thì cái con đường này sẽ được làm ngăn lại để làm phố đi bộ và cấm không được đi xe, xe máy, xe ô tô vào, là chỉ thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Ngày xưa ấy, Hà Nội rất là nhiều xích lô, nhưng mà bây giờ thì do cấm xích lô chạy cho nên là còn một số xích lô để chở cho khách du lịch và sẽ phải đăng ký với Sở Du lịch Hà Nội đấy. Công viên xung quanh bờ hồ lúc nào cũng được chăm sóc cây cối cho nên là lúc nào cũng xanh tươi, nhìn thật là mát mắt. Và bây giờ thì Lan đang đưa mọi người đi ngang qua cái cổng để vào đền Ngọc Sơn đấy. Đấy, cái cổng phía bên tay trái là cổng vào đền Ngọc Sơn. Cổng này sẽ đi vào cây cầu Thê Húc, và đi qua cây cầu Thê Húc thì chúng ta sẽ vào đền Ngọc Sơn. Hôm nay thì Lan chỉ đi ngang qua thôi, bởi vì là Lan ngại gửi xe thì để đi bộ vào trong đó, nhưng mà vì là Lan lái xe cho nên Lan ngại gửi. Lan sẽ chạy quanh một vòng để mọi người nhìn bên ngoài. Khi nào mà có dịp, Lan sẽ không đi xe mà Lan sẽ đi lên bằng xe công cộng, thì có thể là Lan sẽ quay phía trong đền Ngọc Sơn. Trung tâm thủ đô Hà Nội nhưng mà rất thanh bình. Sau dịch Covid thì khách du lịch chưa được vào Việt Nam, cho nên là quanh bờ hồ vắng vẻ. Còn bình thường ấy, thì bờ hồ lúc nào cũng rất là đông đúc, nhộn nhịp khách du lịch các nước trên thế giới về du lịch Việt Nam. Ở giữa trung tâm bờ hồ có một cái đài phun nước. Chỗ này những ngày lễ, ngày Tết họ hay biểu diễn văn hóa, văn nghệ ở đây lắm, có khi biểu diễn cả xiếc nữa. Và phía bên tay trái là quán kem Thủy Tạ. Ngày Lan còn bé mà được mẹ cho ra cái quán Thủy Tạ này và ngồi những cái bàn ở bên hồ mà ăn một que kem thì Lan vô cùng là hạnh phúc, sung sướng. Hãng kem Thủy Tạ cũng là một hãng kem nổi tiếng, và có một cái nhà hàng Thủy Tạ, một mặt nhìn ra phía đường và một mặt thì nhìn ra để ngắm hồ Hoàn Kiếm. Nếu như những đôi tình nhân nào mà đưa nhau đến đây để ngồi ăn kem thì cũng rất là lãng mạn. Xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm thì vẫn có những dãy ghế để cho du khách hoặc là nhân dân đi dạo mệt có thể ngồi, vừa ngồi hóng gió vừa ngồi ngắm cảnh. Và ở đây thì Lan nghĩ là an ninh cũng rất là tốt. Nhiều bạn sinh viên đã đi ra cái khu bờ hồ này để có cơ hội được tiếp xúc với những người nước ngoài để học hỏi thêm về tiếng Anh. Cho nên ở đây cũng là một cái nơi mà các bạn sinh viên ra đây để thực tập nói tiếng Anh với du khách, làm cho cái khu vực bờ hồ này trở nên nhiều ý nghĩa hơn. Và bây giờ thì Lan đưa mọi người vào con đường Lê Thái Tổ. Đường Lê Thái Tổ là điểm giao với chuẩn bị là đường Bà Triệu. Lan đã đưa mọi người đi vòng quanh bờ hồ, ngắm cảnh Hồ Gươm. Và bây giờ Lan xin dừng video này tại đây. Chúc cả nhà có một buổi chiều thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Lan. Hãy đăng ký kênh và like, share để ủng hộ cho Lan cả nhà nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.